Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến. Giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4 giờ sáng. 4 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 17 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới sinh hoạt tới kỳ 118 trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng 4, có cái nhan đề là Mục Kiền Liên Nhớ Mẹ. Cái nhan đề này là trong khi tôi viết cái bài thơ này, cái bài thơ Mục Kiền Liên Nhớ Mẹ, cũng như là gửi gắm đến mọi người Phật tử trên trong nước, ngoài nước, gần xa, cũng như là có ý nghĩ rằng là nếu có tăng ni trẻ nào đó, thậm chí là tăng ni lớn tuổi cũng được, nghe thì có thể bực bội dữ lắm đó. Nghe bực bội dữ lắm. Có thể không bằng lòng tới cái cách kia, mà không bằng lòng hoàn toàn cũng có. Tôi biết, tôi đã lượng biết được cái điều đó. Và nếu như mà có số nào đó mà hoàn toàn không bằng lòng chấp nhận, thì tôi cũng đã viết rồi, và cũng đã in thành sách trong cái tập sách nhỏ Ngón Tay Chỉ Trăng 4. Và điều đó khẳng định rằng là ý chí tôi kêu bằng không có lay chuyển. Nếu phải chịu một cái áp lực lớn cỡ nào cũng không có lay chuyển, cũng không có thay đổi cái cách viết và cách nói của mình được. Là tại vì cái đó là cái thấy của tôi nó quá rõ ràng và quyết định. Cho nên nói cái đề này là tôi cũng xin báo trước cho Phật tử gần xa biết, cho tăng ni trẻ, tăng ni kỳ cựu trong đạo Phật. Để ý rằng là việc này tôi nói có lập trường, chứ không phải là do may rủi, không phải là do may rủi hay là do tùy hứng, mà có lập trường vững chắc về mặt Phật học, về mặt giáo lý của đạo Phật. Cho nên tôi quyết định là phải chấp nhận, dù có một cái áp lực nào đó, một sự phản kháng, bất bình bất mãn nào đó với cái của tôi viết và cái của tôi sẽ nói đây, thì tôi cũng xin chấp nhận. Và đương nhiên là chấp nhận với cái nguồn tư tưởng của Quyền Giác Thiền Sư, chứ không phải là tôi liều mạng để cho ai đó muốn đánh, muốn đập hoặc là muốn gì cũng được. Tôi chấp nhận với cái đường lối của như Quyền Giác Thiền Sư xưa kia đã chấp nhận.
là thường đọc hành, thường đọc bộ. Đạt giả đồng du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tử cao, mạo tỷ cốt can nhân bất cố. Đó là cái bài Chứng Đạo Ca mà tôi đã dịch là: tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không được vậy, tôi nguyện làm người cổ lỗ. Cổ lỗ tức là cổ lỗ sĩ. Người cổ lỗ sĩ nghĩa là những người tầm thường ra gì và cũng cần ai biết, cũng cần ai trọng, cũng cần ai cúng kính gì hết. Đại để vậy, nếu mà lý tưởng đó mà không được không, thì tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh, dù xương trơ thân đét thịt teo gầy, không ân hận, tôi kiên quyết giữ vững, tôi không ân hận, tôi giữ vững lập trường kiên định ấy. Giữ vững lập trường kiên định. Tôi viết cái bài này tôi có lập trường, tôi viết cái bài này do trí tuệ, do cái quá trình học đạo, hành đạo, và có thể nói là đạt đạo. Xin mở cái ngoặc lại, gọi là đạt đạo là đạt theo cái mức độ nghe, chứ còn cái chữ đạt đạo mà nó thành cái đấng vô thượng trên đẳng sinh giác là thì chưa, nó thẳng là chưa. Không có nói dốc để làm gì hết trơn, nên là thành cái bậc vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là chưa. Nhưng mà bồ đề thì có, niết bàn có, nhưng mà nó mình không dám nói cái chữ vô thượng. Vô thượng có nghĩa là nó trọn vẹn, nó tròn vành như cái mặt trăng 16 vậy đó. Mà nó tròn vành rồi thì không có cái gì mà vẽ cho nó tròn hơn nữa được. Cho nên cái đạo Phật đó là tự giác giác tha, vậy giác hạnh viên mãn là vậy đó. Nó viên mãn như cái độ tròn của mặt trăng 16. Anh có lấy cái gì khác nữa như cái compass nữa mà anh đem vô anh vẽ cái vòng tròn thì cũng tròn cỡ vậy thôi, không ai làm tròn hơn được nữa. Cho nên cái mà đạt đạo như của Phật thì chưa, nhưng mà rằng là mình học đạo, hành đạo, đạt đạo, chứng đạo có theo cái cách tu tập của mình, do cái năng lực tu hành của mình mà mình hưởng theo cái thành quả giải thoát giác ngộ ngang bằng với cái năng lực tu học hành đạo của mình có. Cho nên vẫn có bồ đề và vẫn có niết bàn, điều đó khẳng định như thế. Cũng như Phật tử tu dầu là tam quy ngũ giới hay là tu thập thiện, các vị có bồ đề có niết bàn đó chứ, đều tại các vị không biết. Tại các vị nhiều khi là có cái ước mơ quá lớn, cho nên là các vị không thấy cái sự học đạo, hành đạo, chứng đạo của mình. Chứ còn cái người mà người trí ta biết, hãy có phát tâm, phát bồ đề tâm học đạo, và có để ý sinh hoạt trong cái quá trình sống của mình và sinh hoạt của mình mà có hướng về đạo là có đạt kết quả an lạc và giải thoát chứ. Cũng như mỗi lần mình chừa bỏ một cái điều ác, chữ ác mặc tác, mình học cái câu chữ ác mặc tác, mỗi lần mình chừa bỏ được một điều ác, đó là cái nhân thiện đó chứ. Bỏ điều ác tức là mình không làm ác, là mình làm thiện tức là mình gây cái nhân thiện.
gây nhân lành. Mà gây nhân lành thì đương nhiên là có quả lành chứ, đâu có chạy ngay nào đó. Hãy gây nhân lành là có quả lành. Cha mẹ với con cái mà vui vẻ, không có sân si, thì con cái không hổn hào cha mẹ. Cha mẹ dạy con cái bằng cái cách đúng hợp, đúng cách hợp lý, là cái gia đình hòa thuận nó có, nó có hơn cái gia đình của thằng cha mà nhậu nhẹt rồi về đụng đâu chửi đó, đụng đâu quýnh đó, khác, khác rõ ràng hết chứ. Ông cha không nhậu, bà mẹ của mình không có đi ngoại tình, cha mình cũng có bồ nhí, thí dụ vậy. Thì cha mẹ mình không có chuyện lăng nhăng đó đó thì là cái nhà bình yên, mới có cái tư cách để mà dạy con dạy cái học hành tốt. Thế thì là do không, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu mà nó có ra được cái kết quả đó. Thế thì nội có bỏ rượu không thì đã là có cái nhân, gây cái nhân lành rồi, cái nhân tốt rồi, thì trong cái nhà đó bình yên rồi. Chuyện đó là chuyện nhỏ đó. Còn nói chi mà mình làm mọi việc để cho lại mình lại người giúp đỡ xã hội nhân quần thì người ta thương, người ta kính, người ta quý biết bao nhiêu, rồi mình an lành sung sướng biết bao nhiêu. Thế thì cái đó là cái quả lành đó chứ. Các điều ác không làm, chỉ ác mà tác. Mình không làm các điều ác, chúng thiện phụng hành, mình làm các điều tốt, các điều lành, các điều lợi mình lợi người, thì còn ai mà không quý, không thương, không mến. Xã hội thì mọi người đều trọng kính đó chứ. Tự tỉnh kỹ tâm ý của mình mà mình giữ cho nó viễn ly được thất tình lục dục đó, thì tâm ý mình nó nhẹ nhàng, nó trong sáng, nó an vui, nó hạnh phúc lắm đó chứ. Thế thì đạt đạo là vậy đó chứ, chứ đâu phải đạt đạo là mình mới bay lên trời. Ai mà đòi cái đạt đạo thì chết rồi mới đạt, cái đó không phải đâu, cái người đó dạy bẫy đó. Bất cứ là ai dạy chết rồi mới hưởng cái phước báo tu hành là cái người đó dạy bạn dạy đạo móc túi thiên hạ, lừa gạt người ta. Cho nên cái vụ Phục Liên này là tôi nói, tôi sẽ nói nó động tới vấn đề đó, nó động tới vấn đề về mà dạy đạo chết rồi mới được hưởng quả, hoặc là chết rồi mới bị quả, không phải vậy. Làm ác ngay bây giờ là thọ là bị khổ ngay bây giờ, rồi làm thiện ngay bây giờ thì được cái quả báo an vui hạnh phúc ngay bây giờ. Đức Phật Thích Ca tu hành đâu có phải chờ chết rồi mới có niết bàn. Cho nên ai mà nói Phật Thích Ca mà tới cái rừng Ta La Sông Thọ mà nhập niết bàn là cái đó ông thầy đó hay là bà sư đó là dạy bậy đó. Bà đó không hiểu gì đạo Phật hết, ông đó không hiểu gì đạo Phật hết, dầu là 90 hay là 100 tuổi cũng không hiểu đạo Phật. Chứ không phải nói là cái cụ đó lớn tuổi là nó trúng nha, không. Không phải là nó lớn tuổi là nó trúng, không phải đi lộn khộm là nó trúng. Cho nên là mình phải, đệ tử Phật là người trí thì phải dụng trí. Vì dụng trí mà tư duy, cái quả mà thành đạo đó, thành Phật đó là do trí, chứ không phải là do lại lục gian sinh ai, và cũng có cái đấng nào, cái ông nào, cái bà nào ban cho gì hết á. Là do nó phát triển, cái trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao, gọi đó là phần tự giác. Phát triển tới đỉnh cao, không còn làm sai lầm, không sống sai lầm chân lý nữa, không gây nghiệp ác bởi ba nghiệp thân miệng ý nữa, thì gọi đó là đạt tới cái đỉnh, là tự giác, đạt tới đỉnh cao, gọi là giác ngộ vô thượng bồ đề. Chứ không phải chết rồi mới có cái quả an lạc. Tôi nhắc hoài cái đó là tại vì tôi nói không phải một lần nó rồi, và cũng phải ai cũng nghe của tôi nói được gì từ đầu tới cuối, từ lúc này tới lúc khác. Cho nên là cứ nhắc nhở vậy đó,
Thành ra là ai ai tu cũng đều có thu hoạch cái thành quả ngay trong lúc mình học đạo, hành đạo và đạt đạo. Ai cũng vậy hết, Phật xưa đã vậy, các bậc A-la-hán cũng vậy, các bậc A-la-hán đệ tử Phật đó, như Xá Lợi Phất, Bục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, Lào La, Kiều Trần Như rồi vân vân, tu cái nhân khắc sĩ. Cái nhân khắc sĩ đó, tu cái nhân đó là nó có ba chữ, nó có ba nghĩa. Cái chữ tỳ kheo đó ta dịch là: một là khắc sĩ, hai là bố ma, ba là phá ác. Cho nên là cái vị tu sĩ đó là ta gọi là vị tỳ kheo. Mà vị tỳ kheo là cái chữ tỳ kheo đó trong đó ta, nó có ba nghĩa. Ba nghĩa là Huyền Trang trong khi dịch kinh ấn định rằng là cái chữ nào mà nó nhiều nghĩa đó thì là Hàng Lâm Viện đã chấp nhận, đồng ý với Huyền Trang đề xuất là chữ nào nhiều nghĩa là không dịch. Cho nên cái chữ tỳ kheo đó là nó có tới ba nghĩa. Vì vậy mà không dịch cái chữ tỳ kheo. Thành ra những cái người mà tu sĩ mà được quyền làm tu sĩ để mà phần tự tu tự độ cũng như là cái phần truyền bá chánh pháp cho mọi người đó, thì cái người đó phải thọ cái giới khất sĩ, thọ cái giới tỳ kheo. Mà trong cái chữ tỳ kheo thì nó có ba cái nghĩa: một là khất sĩ, hai là bố ma, ba là phá ác. Khất sĩ tức là cái người mà nhất bác thiên gia phạn, cô thần giảng lý du đó, người đi xin ăn mỗi ngày, xin ăn một bữa đủ thôi đó. Cái này thì nhiều Phật tử biết rồi, xưa kia Đức Phật thì xin ăn một lần thôi, không có cất, không có giữ. Và ở thì ở dưới gốc cây ở Gò Mã, ông Ca Diếp là cái người kêu bằng tu khổ hạnh, hạnh Đầu Đà đó, ông ở dưới ngủ dưới gốc cây và nương nơi nghĩa địa Gò Mã đó ở, chứ còn ông không có ở chỗ sang chỗ đẹp. Cho nên ông là hạnh Đầu Đà đệ nhất là ông Ca Diếp. Thì đương nhiên là Đầu Đà tất nhiên là khất sĩ rồi. Vì vậy mà cái chữ tỳ kheo đó ta để là cái nghĩa thứ nhất là khất sĩ. Cái người khất sĩ thì về mặt vật chất cũng như tinh thần, tự mình không bao giờ tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào. Về mặt tinh thần đó, không cần ai coi mình là như ông quan ông quyền hay là chức tước địa vị gì hết. Bằng lòng làm người ăn xin mà. Ăn xin như tất cả những người ăn xin khác của thế gian vậy. Nhưng mà có cái khác là xin thì xin đồ ăn, xin thực phẩm của mọi người để ăn, để nuôi sống. Nhưng mà ngược lại là bù đắp cho mọi người là chỉ cho người ta con đường diệt trừ phiền não vô minh, chỉ cho người ta phương pháp diệt trừ phiền não vô minh để người ta có được cái quả an vui, quả hạnh phúc, quả niết bàn. Cho nên cái người khất sĩ, mặc dù là cái từ khất sĩ giống nhau, nhưng mà người ta dùng chữ sĩ. Còn những người ăn xin bình thường đó là người ta cũng có phân biệt chút. Ta để là cái người ăn xin bình thường mà thứ nhất là ăn xin giả mạo nữa. À, thế kỷ 21 này có số tu sĩ mặc y như là các thầy tỳ kheo vậy, mà đi xin giả mạo, lại đi xin về nuôi gia đình, nuôi vợ con, nuôi chồng con nha. Cái đó là gọi là khất cái. Cái người khất sĩ mà đi theo đạo Phật đó gọi là khất sĩ. Do vậy mà chữ sĩ này là tôi thấy nó quý gần chết rồi.
quý lắm rồi á. Vậy mà bây giờ là có thành phần không chịu khắc sĩ lại đi đi lãnh cái bằng danh dự tiến sĩ, cái này nghe mới động trời động đất rồi nha. Trời đất cũng phải rung rinh cho ba cái ông tu sĩ này. Đi lãnh chi cái của người ta, người ta cho mình vậy thôi thì mình lại Phật, mình khấn nguyện Phật đi, là Phật cho mình cái giải thoát, cái giác ngộ thẳng sướng hơn là đi đi năn nỉ quỵ lị với người ta để ta cho mình cái bằng tiến sĩ à. Cái này là tôi không biết là Tăng Ni Trẻ nghĩ sao, chứ cái này là theo tôi thấy là hoàn toàn là không phải đạo Phật rồi đó nghe. Cái bằng gì người ta cũng là người ta cho cũng không lấy. Thử hỏi cái người cho bằng mình đó, cho cái bằng của mình đó, cho cái giấy của mình đó, cái người đó họ được cái gì chưa? Có thật sự họ có được hay không? Chứ còn nếu mà người đó mà có trí thức là người ta xin bằng tiến sĩ danh dự cũng không cho à nha. Tại sao? Tôi cho các thầy cái này, các thầy cũng không có được cái gì hết. Các thầy phải tu tập, phải tu tập thiền định, các thầy phải thấy cho được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Các thầy phải thường tu tứ niệm xứ, phải quán thân bất tịnh, phải thấy cho được cái thân sát thủ thú, cái thân ngũ quẩn thất đại này là giai không. Đó là quán thân bất tịnh. Các thầy phải tu tập theo cái ngũ quẩn giai không, đã thấy quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, đó là dựa vào ngũ quẩn đó mà tu tập đó. Chứ tôi cho thầy một đội giấy này đều đó không khó. Tôi được cái nhãn hiệu trưởng hay là diệm trưởng này, tôi cho với thầy một ký lô đều đó dễ dàng. Nhưng mà các thầy sẽ không được gì hết. Thì các thầy phải quy lị, phải làm duyên làm dáng cho vui vẻ với tôi để xin cái bằng cấp của tôi làm chi. Tôi không cho đâu. Nếu tôi cho quý thầy bằng cấp này mà có lợi ích đó, thì Đức Phật đã không có dạy chúng mình tu hành đâu. Đức Phật cho phước đức, Đức Phật cho trí tuệ, Đức Phật cho vô thượng bồ đề, Đức Phật cho vô thượng niết bàn rồi. Bởi vì Đức Phật là đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cơ mà. Thì Đức Phật có cái gì mà Đức Phật không cho? Nhưng mà như các bạn biết đó, các thầy biết đó, Đức Phật không cho được. Đức Phật tu thì Đức Phật giác ngộ, Đức Phật chứng, ai tu thì lấy chứng. Cũng giống như ai ăn thì lấy no, ai ngủ thì lấy khỏe, ai học Phật thì lấy biết, ai học tiến sĩ chế máy bay tàn hình, chế quả tiễn liên lục địa thì người đó học thì người đó chế. Chứ còn mấy gì mà bác học tôi chế máy bay tàn hình, máy bay không người lái, quả tiễn liên lục địa, tao làm vệ tinh, tao làm tàu lặn, rồi các thầy đi lại năn nỉ lại lục rồi bỏ tiền ra mua, coi tao đâu có bán cho quý thầy cái bằng cấp gì được đâu, làm sao tao bán cho các vị được. Còn nếu mà có năn nỉ lại lục, là cảm tình kiểu nào đó tao cho đi nữa, tao cho cái giấy thì mình được cái gì? Tao cho mình cái từ tiến sĩ về bác học, về khoa học đó, mình được cái gì? Cho nên cái này tôi nói Tăng Ni Trẻ bình tâm mà suy nghĩ, mình không nên. Mình có học thiệt, có chương trình học thiệt á, học từng nghe là từng năm một á, mà người ta cho tiến sĩ cái bằng đó đó thì phải ráng mà lấy để đánh dấu rằng là mình cái bằng này nó chứng minh rằng mình có học 10-12 năm hay là 16 năm thì cũng nên lấy cái bằng đó. Nhưng mà lấy bằng đó là người thường cơ. Người thường ta lấy các cái bằng ở bên ngoài ta lấy. Chứ còn cái người học đạo dầu cho học 12 năm, 16 năm, cái bằng thì cũng để ghi dấu vậy, thì đem về để trong nhà đó gì đó thì cũng không sao. Nhưng mà đúng ra là coi như không cần cái giấy đó.
Cho nên Phật Thích Ca hồi xưa hình như không có in giấy gì trên nha, không có in bằng cấp gì hết đó. Ở các thầy muốn tu rồi tôi dạy vậy à, tôi nói kinh ra nghe bữa nào đó từng thời vậy chứ chứ Phật Thích Ca hình như không có mướn nhà in bằng cấp gì hết trơn. Mà lẽ ra là Đức Phật là in bằng cấp khắc sĩ được đó, nhưng mà hình như Phật không có in. Thế thì Phật của đó chắc là quê dốt hơn mấy ông viện trưởng bây giờ. Phật không biết nâng cái giá trị của mình lên để cho mình thành là một cái người ghê gớm. Mình phải cho người ta giấy tờ để chứng minh rằng mình là người trên, mình cho kẻ dưới. Vậy mà Phật không biết làm, đó là cái quê của Phật. Sau này tôi có làm cái bài thơ gọi là cái quê của Phật. Phật quê quá. Lẽ ra in giấy cho mình ngon biết bao nhiêu, đi đâu rồi những người đệ tử của mình đó. Cho nên là trên cái mặt mà tu nhân đó là làm cái người khất sĩ là quý lắm đó chứ. Do vậy mà tôi có làm bài thơ cái bằng đừng mong sĩ khác đó, đừng mê sĩ khác. Không có cái sĩ nào bằng khất sĩ. Cái nghĩa thứ hai của cái chữ tỳ kheo đó là nghĩa chữ bố ma. Ma nó là trong đạo Phật chỉ ra, phân tách ra chỉ ra nó có bốn thứ ma. Thiên ma là cái loại ma mà nó đam mê dục vọng nhất. Loại ma nó cũng ở đâu, nó ở trong tâm hồn mình mà nó mê dục vọng, nó mê tài sắc danh thực thùy, nó mê ngũ dục lạc dữ lắm. Cho nên là cái đó gọi là thiên ma. Do vậy mà những cái người tu hành mà người ta cúng tiền mình thiệt nhiều đó, ta cúng sự nghiệp mình cho nhiều đó, cái đó là coi chừng đó, đối với đạo Phật là thiên ma nó dụ mình, rồi mình nhận cái tiền, cái tài sản, cái sự nghiệp, cái chùa chiền, cái tượng cốt, cái tháp miếu gì vân vân đó, cái đó là thiên ma nó dụ mình, rồi mình chấp nhận cái của thiên ma ban bố. À, cái chữ ma là vậy đó, là cái loại thiên ma là cái loại mà nó dùng cái ngũ dục lạc nó dụ mình. Trong ngũ dục lạc đó thì có chùa chiền, tháp miếu, nghĩa trang, nghĩa địa, sự nghiệp, tiệm tùng, cửa hàng, rồi vân vân. Và nó đưa mình tới cái chức tước, cái địa vị lớn. Thì theo đạo Phật cái đó là sự cám dỗ của thiên ma. Mà sự cám dỗ thiên ma đó là thiên ma từ trong tâm mình mà ra đó nghe, chứ không phải là ở ngoài. Nếu ở ngoài, thí dụ như Đức Phật Thích Ca hồi xưa mà cho ông đâu có lấy thì đâu có sao. Đâu có ma nào trên trời mà đem chùa chiền, đem sự nghiệp và đem tiền của mà cho đâu. Cái đó nó từ trong tâm của mỗi người đó. Cái thứ thiên ma đó. Rồi thiên ma rồi là phiền não ma. Mà thiên ma với phiền não ma là nó hợp tác nhau. Mà nói tới phiền não ma thì tôi cũng xin nhắc nữa. Cái gốc của nó là cái thằng chủ ngục vô minh, gọi là vô minh nghiệp tướng. Vô minh nghiệp tướng nó diễn biến ra nó thành tam tế. Rồi nó diễn biến lớn lên một chút nữa nó thành ra lục thô. Nó diễn biến lên lớn thêm nữa nó nảy nở thêm nó thành ra kiến hoặc. Rồi nó cụ thể lớn hơn nữa nó thành ra tư hoặc. Rồi trong cái kiến hoặc tư hoặc đó nó lại những cái phần mà chi tiết phụ thuộc tác động vào nữa, đó là tầng sa hoặc. Đó, từ cái vô minh hoặc nó diễn biến ra tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc, rồi những cái thứ mà phụ ăn theo đó, cái thứ mà là nhỏ nhặt đó nó ăn theo đó là trần sa hoặc. Nó tác động, nó làm cho con người đụng đâu cũng ngứa ngáy, đụng đâu cũng khổ sở, đụng đâu cũng bực bội đó, gọi cái đó là trần sa hoặc. Thì cái đó nói chung là tất cả những cái đó gọi là phiền não ma đó.
nó khuấy phá mình, nó khuấy rối mình, nó làm cho mình tạo ra những cái nguyên nhân đau khổ để rồi mình phải chịu khổ. Thì cái phiền não ma đó, tức là đối với giáo lý tứ đế thì nó là tập đế đó. Cho nên cái đoạn mà tôi giảng giáo lý tứ đế kỳ này đó, tôi có đưa ra đó. Cái tập đế đó, cái gốc của nó là từ vô minh nghiệp tướng, nó sinh ra năng kiến tướng và cảnh giới tướng, gọi là tam tế. Nó sinh ra cái tướng năng kiến, sinh ra cái tướng cảnh giới, mà cái gốc của nó là vô minh hoặc, gọi là vô minh nghiệp tướng. Vô minh nghiệp, cái tướng vô minh nghiệp nó diễn biến ra thành ra là năng kiến tướng và cảnh giới tướng, ba cái món đó gọi là tam tế. Rồi từ đó mà nó nuôi dưỡng, nó trưởng thành lần lên, nó thành ra lục thô. Tam tế lục thô nó lớn thêm nữa ra trời tượng chánh la, nó mạnh bạo hơn nữa, thì gọi đó là kiến hoặc. Và nó nằm dấm ở trong mọi người, trong cuộc sống mọi người để sinh ra đau khổ là tư hoặc. Cộng lại những cái đó là nó thuộc về là phần, toàn bộ cái đó là thuộc về thành phần của tập đế, là cái nhân để sinh ra các cái thứ khổ, sinh ra 11 thứ khổ ở trong khổ đế. À, cho nên ma nó có thiên ma nè, rồi phiền não ma nè, rồi ngũ ấm ma nè. Cái thân của mình, cái thân sát thủ thú của mình đó, nó hoành hành mình dữ lắm, nó làm cho mình không bao giờ sướng được. Nó chịu sự chi phối của phiền não ma, của thiên ma, thì làm sao mà nó sướng được. Cho nên cái thân ngũ ấm của mình đó, nó là ngũ ấm vô ngã mà. Vì nó vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó là khổ. Rồi cuối cùng rồi nó tiêu diệt, gọi là không. Đấy, cho nên là mình vào là chữ ma là vậy đó. Thiền ma, phiền não ma, rồi ngũ ấm ma, rồi cuối cùng là tử, cuối cùng là chết mất. Mà cái chết mất của đạo Phật là phải học cả nhà. Cái chết mất của đạo Phật đây chẳng qua là ngũ ấm nó tan rã, ấm nào nó trả về cho ấm đấy. Nếu rộng ra, nó rộng ra đó là ngũ ấm nó duyên khởi ra lớn hơn chút nữa, gọi là thất đại. Tới chừng cái ngày chết đó là cái đại nào nó tan rã, nó trả về cho cái đại đấy. À, cho nên cái học này mình phải học kỹ, chứ còn học Phật mà lơ mơ rồi cạo đầu rồi nhuộm áo rồi đi tụng kinh đám rồi, để mà cầu an cầu siêu để lấy tiền, cái đó không phải à nha. Cái đó không phải đạo Phật là vậy à. Cái đó tôi nói nhiều rồi, tôi nói thẳng mà tôi biết rằng là tôi bị mít lòng dữ lắm đó, tôi bị cô lập dữ lắm đó, nhưng mà cái đó nói thiệt rồi, vì đạo Phật mà phải nói thiệt. Mà nói thiệt mà nếu mà bị cô lập hoặc bị một cái áp lực nào đó thì cứ đọc cái câu của Huyền Giác đó: thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, tuệ mạo tủy cốt can nhân bất cố. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng cùng tiến bước vào niết bàn, vào thường lạc. Không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ sĩ, sống theo mình, sống với gió bát trăng thanh, dầu thân trơ xương đất thịt teo gầy, không ân hận. Tôi kiên quyết giữ vững cái lập trường kiên định này. Đó, cái đó vậy đó. Chứ nói này nguy hiểm lắm. Ê, đó nghĩa thứ hai là nghĩa bố ma, mà ma là có bốn thứ ma vậy đó. Rồi nghĩa thứ ba là phá ác. Phá ác là cái người tu sĩ, người đệ tử Phật là phải bỏ, loại bỏ hết tất cả những cái gì ác. Chư ác mà tác, các điều ác không làm, không làm đó là cái nghĩa phá ác đó.
Cái gì ác không làm? Mà ác là gì? Ác là, chữ ác là nói nghĩa khác, có nghĩa là tổn giảm. Tổn giảm nghĩa là cái việc nào mà nó có hại cho, nó có hại cho người, nó hại cho nhân quần xã hội, mà trong đó có hại mình, thì điều đó không nên làm. Đó là nghĩa của chữ tỳ, của cái chữ tỳ kheo đó. Là tại vì nó có ba nghĩa như vậy, cho nên Huyền Trang gọi là đa hàm bất thiên, đưa ra có năm cái cách mà không dịch, mà những cái chữ nhiều nghĩa không dịch thuộc về cái tiêu chuẩn mà đã được định ra đó là đa hàm. Đa hàm có nghĩa là nó hàm chứa nhiều nghĩa. Rồi cái quả của cái chữ tỳ kheo đó là tu khắc sĩ, tu bố ma, tu phá ác, đó là tu nhân. Rồi cái quả tốt của cái thành quả được đó là có ba nghĩa là vô sanh, ứng cúng và sát tặc. Vô sanh, ứng cúng và sát tặc. Cho nên là cái người mà tu được cái quả la hớn đây là cái người vô sanh đó nha. Vô sanh là thấy được cái chân lý, nhận thức được cái chân lý của sự vật hiện tượng là sự thật là không có sanh. Vì không có sanh cho nên nó không có diệt. Theo giáo lý của đạo Phật á, là về cái ngành mà người ta gọi là tiểu thừa, chứ sự thật là tôi hiểu ra không phải đâu, không phải tiểu thừa đâu. Cái người tiểu thừa người ta gọi Đức Phật là cái quả la hớn là Phật đó. Ta gọi người a la hớn là Phật chứ ta không cần để cái chữ Phật riêng, mà a la hớn là Phật rồi. Mà tôi nghĩ rằng cái điều đó cũng thành quả la hớn cũng là thành Phật. Nhưng mà nếu mà các đệ tử Phật đó, hồi mà tu thành a la hớn đó, thì có lẽ là nể Phật cho nên nói mình là a la hớn. Còn chùa cái chữ Phật đó là có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn những người a la hớn này đó, thì mình nể Phật chút, mình nói là mình là a la hớn thôi, có nghĩa là cái chánh đẳng chánh giác của mình nó chưa được vô thượng. Chứ theo tôi nghĩ rằng là quả la hớn là có thể là Phật đó. Mà có những kinh điển của người ta gọi là kinh điển tiểu thừa, chứ tôi cho rằng không phải. Kinh điển đó nói cái điều đó là thiệt. Quả la hớn gọi là Phật không có gì sai trái hết. Bởi vì trong cái nghĩa cái chữ a la hớn đó có nghĩa là vô sanh. Vô sanh là thấy được hiện tượng vạn pháp, từ khoáng vật, động vật, thực vật và phi vật ở trên cõi đời này đều là không có thật sanh, mà nó là trùng trùng dương khởi, hòa hợp nương gá mà sanh, chứ nó không có tự ngã để nó được tự sanh. Vì nó không có tự ngã, nó không có tự sanh ra nó, cho nên là giảng pháp không có tự, không có cái nào là tự tiêu tự diệt. Mà hiện tượng giảng pháp sanh để rồi sau đó nó diệt, mà diệt rồi không có mất hẳn, diệt rồi nó sanh cái khác, sanh ra một sự vật khác. Thế thì cái nghĩa vô sanh này là cái nghĩa đạt đạo rồi đó chứ, mới thấy được cái đó chứ. Thế thì bên kinh điển mà người ta gọi là a la hớn là Phật đó, đức Phật đó. Điều đó không cần phải đòi cái gì khác, cả đó được rồi. Đó là cái nghĩa vô sanh của chữ a la hớn. Rồi cái nghĩa thứ hai là ứng cúng. Ứng cúng này hồi nhỏ họ không biết, mình tưởng đâu là ứng cúng là đi chứng đám, đi chứng đám thì tăng rồi lấy bọc thơ. Hiểu cái đó trật lất, không phải vậy. Ứng cúng này có nghĩa là nếu mà có những người Phật tử tại gia, ta yêu cầu, ta muốn cung cấp cho người ta
về về cái hiểu biết nào đó về bố thí thì dạy cho ta về bố thí, cung cấp cho người ta về cái giáo lý bố thí, nhân nó tốt lành như thế nào thì cái quả nó tốt lành như thế nào. Rồi là có người nào đó ta muốn tu tập trì giới thì mình dạy cho người ta trì giới, phải nói rõ cho người ta là cái nhân trì giới nó tốt như thế nào và cái hưởng được cái quả như thế nào, mình đáp ứng yêu cầu cho người ta vậy đó. Chữ ứng là đáp ứng, mà cúng là cung cấp. Người ta cần cung cấp cái gì là mình đáp ứng cái nấy để mình cung cấp cho người ta, đó là cái quả ứng cúng, là cái chữ sát thật này, này nó có cái nghĩa ứng cúng đó. Cho nên là người ta hỏi cái gì là mình phải đáp cái nấy, người ta muốn cái gì mình phải dạy cái nấy. Mà nhớ đừng có dạy bậy nha. Phải học thiệt kỹ đàng hoàng, tu tập đàng hoàng thì dạy mới trúng, chứ còn không là dạy bậy. Ví dụ như kinh mà biểu người ta tụng nguyên ngày để làm gì? Tụng kinh giả là minh bạch chi lý, rồi bắt ta tụng kinh nguyên ngày rồi cái phổi của ta nó tét, ai cho thuốc? Cho nên là dạy đạo cái kiểu ứng cúng, cái kiểu là chỉ là nghe không chịu nổi mà mình nói người ta ghét. Lại với nó nhiều cái lắm mà không dám nói nữa không được. Nhiều cái sai, hết sức là sai đối với đạo Phật. Cho nên là cái chữ A La Hán là cái quả mà tu tập nó thành ra cái người cái bằng vô sanh nè, ứng cúng nè, ba là sát tặc nè. Cái nghĩa thứ ba là sát tặc. Sát tặc tức là giết hết cái giặc. Kỳ này đó có lần đó tôi nói các ông mà viện trưởng tại sao không cấp cho người ta cái bằng ứng cúng, cái bằng vô sanh và cái bằng sát tặc. Mà mình phải lấy cái bằng tú tài rồi thạc sĩ rồi tiến sĩ của bên ngoài chi. Kỳ đó tôi nói vậy đó, tôi nói cái chuyện đó là chuyện của bên ngoài thế gian, còn như cái đạo Phật của mình đó, nếu mà học 5 năm mình phát cho người ta cái bằng khất sĩ, rồi học 10 năm mình phát cho người ta cái bằng là ứng cúng, rồi học 15 năm mình phát cho người ta cái bằng vô sanh, rồi tu thêm nữa rồi mình cho người ta cái giấy gọi là sắc tặc. Tại sao mình không đặt cái từ ra của đạo Phật mình? Rồi ngăn cản cho, nghĩa là cao đẳng của tôi là 4 năm mà ngăn cản biểu cho học 2 năm thôi, còn 2 năm sau đó là cao đẳng đó, để cho người ta dạy 2 năm sau đặng người ta phát cho các bằng thạc sĩ. Tôi chỏi, tôi nói cái này nè, tôi chỏi cái đó, tôi không chịu. Nhưng mà giờ coi như tôi cũng thua rồi, nhưng mà thua đâu có sao. Ý tứ của tôi là vậy, tôi đề xuất vậy đó, mà không được thì thôi, thua chứ. Đối với đạo Phật thì là thua cũng vậy, không nhầm gì hết. Cho nên là kỳ đó tôi cũng là đưa ra cái, rồi Hòa Thượng Thiện Siêu ông cười quá, ông nói Hòa Thượng Từ Thông nói thì nghe này là đúng đó, nhưng mà là nếu mình cho cái bằng có chữ sắc tặc rồi ta nghe ta tưởng được mình ở mới ngoài tiều tiến về sao. Tôi nói cả giáo hội đang hội nghị toàn quốc cười rần nữa. nói Hòa Thượng Từ Thông nói thì cái đó thì nghe thì đạo lý thì hay đấy, nhưng mà lỡ mấy người không biết, người ta tưởng đâu là cái nhóm này ở ngoài tiều tiến mới về đi quánh giặc ngoài mặt trận á. Cho nên là cái bằng thì ý nghĩa thì hay, đúng ý nghĩa rất là sâu sắc, nhưng mà người ta nói mình đi quánh giặc mới về thì sao, cười chết rồi. Đó tôi nói vậy đó, thì do cái chữ tỳ kheo nó có sáu nghĩa vậy đó, từ nhân tới quả vậy đó. Cho nên là kêu bằng đa hàm bất phiên. Cũng như chữ Nam Mô đó, chữ Nam Mô đó là cũng là do đa hàm bất phiên đó.
Tại tại sao mà câu nào ông Phật nào Bồ Tát nào cũng có chữ Nam Mô, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Trí Dân Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tại sao có chữ Nam Mô? Tại vì cái nghĩa là Huyền Trang dịch Hàn Lâm Viện thời kỳ đó là ta chấp nhận là đa hàm bất thiên, bởi vì cái chữ Nam Mô nó có nghĩa là quy y nè, quy mạng nè, lễ bái nè, tôn trọng nè, cung kính nè, nó có 6-7 nghĩa, mà nói luôn 7-8 nghĩa cũng được, không sao hết, đại để là vậy đó, quy y rồi quy mạng nè, tôn trọng nè, cung kính nè, lễ bái nè. Còn dịch sai cái chữ có hai cái nghĩa, cứu ngã và độ ngã. Độ ngã thì còn được, chữ cứu ngã là tôi chống đối đó, tôi chống đối cái từ đó đó. Trong Phật học Đại Từ Điển có cái từ cứu ngã đó nha, cứu ngã đó nha. Chữ độ thì nghe được, mà chữ cứu là nghe không được. Cứu là không cứu được. Anh muốn nhảy xong là anh phải chết thôi à. Đường cầu ta anh không đi mà nước xoáy như vậy mà anh nhảy dưới thì làm sao mà cứu? Mà nếu mà nó phóng cái lầm rồi mình phóng theo cái lầm nữa thì nước nó xoáy nó đưa luôn cả cái tự nó muốn chết, rồi mình không muốn chết mình cũng phải chết theo. Cho nên cái chữ cứu là tôi không chịu. Chứ đó là quy y rồi quy mạng là cung kính là lễ bái là tôn trọng rồi, rồi cứu ngã là độ ngã nè. Mà tôi nhìn qua cái tôi nói cái chữ cứu ngã này tôi không đồng ý. Do có 6-7 nghĩa và 8 nghĩa cũng được. Cho nên là có chữ Nam Mô, lại ông gì cũng có chữ Nam Mô, có nghĩa là vậy đó. Nghĩa là tôi quy y với Ngài, tôi cung kính Ngài, tôi tôn trọng Ngài. Tôi cảm mến Ngài, tôi lưu luyến Ngài. Và tôi nguyện học theo con đường của Ngài đã học. Tôi đi theo con đường tu tập của Ngài đã đi. Đại để là ý nghĩa vậy đó. Cho nên có chữ Nam Mô ở đầu mỗi một ông vậy đó. Tức là ý mình nói, có ý mình là mình muốn theo. Mình cung kính, mình tôn trọng. Ôi, tôi nhắc nhở nhiều quá, nhắc tới tùm lum hết trơn. Nhưng mà tôi đâu phải là diễn giả hay diễn thuyết hay là nhà ghi gớm lắm đâu, tôi nhắc nhở mà. Thì gọi là nhắc nhở thì cái nào nhắm cần thiết thì nhắc vậy thôi. Bây giờ bắt đầu nhắc nhở trở về với cái bài Một Kiền Liên Nhớ Mẹ. Cái bài Một Kiền Liên Nhớ Mẹ này nói một cách khác là như tôi vừa nói đó. Kinh điển không phải cái nào mà viết vô trong sách Phật, trong kinh gọi là kinh đó rồi tôi cũng nghe hết đâu. Tôi có cái nhãn quan của tôi có cái đầu óc của tôi, cái trí óc của tôi. Cho nên là anh mà anh viết thật là tôi không chịu. Bất cứ là ông đó lại viết cách đây bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm cũng vậy. Tôi là có cái ông đó. Dựa vào đâu mà tôi dám nói ngang tàng cái kiểu vậy mà phải sử dụng cái ông của tôi như vậy là có trúng cái gì không? Xin thưa rằng trúng. Bởi vì Phật hồi tại thế, Phật dạy là văn tư tu, gọi là tam huệ học. Bất cứ ai nói cái gì, ai viết cái gì, ai dạy cái gì, mình có quyền nghe rồi học. Mà trong cái học với cái nghe nó có cái sự lựa chọn. Nếu mà người ta nói cái đó có cái gì sai đó là mình lựa ra mình bỏ vậy à. Còn cái gì hay là mình phải học. Mà học thì đừng bao giờ ngát. Học, học nữa và học mãn. Chúng ta không bao giờ ngán việc học. Nhưng mà không phải ai viết cái gì cũng học, ai nói cái gì cũng học. Cho nên gọi là kinh điển, gọi là tam tạng. Nhưng mà tôi có quyền nhận thức bằng cái nhãn quan, bằng cái tuệ giác
bằng cái trí nhận thức của tôi. Cho nên là tôi có quyền là không nghe, thậm chí là có quyền phủ định những cái gì đó. Mà trong vấn đề là kinh điển của vấn đề là một kỳ liên cứu mẹ này, là tôi bỏ chùa tôi đi là cũng tại tại cái vấn đề một kỳ liên cứu mẹ này. Tôi xin giới thiệu với các huynh đệ gần xa cũng như là Phật tử, tôi có khả năng làm trụ trì, tôi có khả năng làm thầy. Mà nếu mà thông thường bây giờ đó, cứ theo vai trò nhiệm vụ đó, tôi là hiệu trưởng trường Phật học. Tôi có khả năng dạy Phật học hồi tôi còn hai mươi mấy tuổi cơ. 21, 23, 24 đã bắt đầu đã dạy rồi. Mà tôi khả năng làm trụ trì lúc đó. Mà người ta cử tôi làm tới hội trưởng rồi, hội trưởng mà nhiều ông trong đó là bác sĩ, rồi trưởng ty, rồi quận trưởng, rồi tỉnh trưởng rồi cũng vô trong cái hội vậy đó. Mà tôi làm hội trưởng đó, ta cử vậy đó. Tại vì cái lúc đó thời thế mà những cái người có chức có quyền tay to mặt lớn, người ta cũng muốn ẩn, người ta cũng muốn lộ diện sức đầu. Còn tôi thì tuy là cái tuổi tôi nhỏ, nhưng mà cái vai trò của mình đó, có thể mình làm cái bình phong, làm cái bình phong, còn cái sự hoạt động thì để cho những cái người bác sĩ, trưởng ty, quận trưởng đồ, là các người có chức phận, người ta phụ, ta làm với mình. Nhưng mà mình là cái người đứng đầu, đứng mũi chịu sào, cho nên ta cử tôi làm hội trưởng nữa đấy chứ. Mà dưới tôi là những ông lớn không đó, lớn người, lớn tuổi, lớn tiền luôn, lớn địa vị luôn. Thế thì là tôi làm trụ trì thời gian này, cúng cái vụ Mục Liên này nè, bao nhiêu năm trường vậy đó, cúng một kiện liên năm nào cũng gọi là cái lễ Vu Lan đó. Mà cái chùa của tôi hồi đó tôi ở đó, các cái chùa khác là ta cúng lễ Vu Lan ấy, người chia được 5 thước giải, có người có chùa được 10 thước là giỏi rồi đó. Suốt thời gian tôi học ở Sài Gòn đó là chia ra người được là 5 thước là bộ đồ là mừng rồi đó, là vui rồi đó. Còn có khi được 7 thước tức là được một bộ đồ rưỡi vậy đó, là cũng là mừng rồi đó. Rồi mình phải bận kỹ cho nó đủ năm, được bộ rưỡi mới và bận cái đồ cũ nữa thì một năm. Cho nên là có những lúc mà đồ nó rất không nghe kêu, bởi vì đó bắt tụng kinh dữ lắm, tụng kinh ngày 3-4 cử đi kinh hành này kia, nó ướt dầm hoài, thật ra nó mục, nó mục quần áo, áo thì nó mục trước hết, mục không nghe kêu. Cho nên là có những cái bà Phật tử người ta tới chùa, người ta giá đồ công quả cho học trò. Cho nên là hồi xưa là tụi tôi học nghèo lắm cơ, sướng gì đâu, đâu có như ngày nay, không có như được bây giờ đâu. Ấy thế mà đó, cái chùa của tôi đó, cái chùa tôi làm hiệu trưởng đó, tôi làm trụ trì đó, có một năm đó, những năm khác thì cũng được 15 thước, 10 thước, 15 thước. Có một năm đó các Phật tử ta quyên là mấy chục ông ở trong chùa tôi là mỗi người một cây giải vậy đó. Cho nên cái ngày mà phân phát chia giải quân mình cho trong thanh chúng đó không có cần đo. Tôi biểu viết giấy từ số 1 cho tới số mấy chục vậy đó, dán ở trong cái cây giải đó. Rồi tới chừng chia ra đó thì cũng viết số rồi tự bắt thăm. Nhưng mà trước khi mà chia gọi là
chia đồ tử tứ đó mà. Thì tôi thuyết trình cho các đệ tử tôi nghe rằng là ai mà được cái cây giải, thứ giải tốt, cũng không được sanh cái tâm vui mừng, hớn hở. Ai mà phải cái cây giải mà nó không tốt, nó không tốt bằng cái cây giải kia, thì cũng không được sanh cái tâm buồn bã, chê trách phận mình. Bởi vì cái tấm lòng của người ta, người ta cúng như thế đó, thì là cái giải thì nó có khác, mà tấm lòng tôn trọng kính quý của người ta nó bình đẳng, khả năng của người ta cỡ đó. Hoặc là người ta bữa đó ta đi mua trúng nhầm cái thứ giải đó, thì người ta cúng thì mình phải coi như tấm lòng bình đẳng của người ta mà mình nhận, chứ không có được là nhận cái giải tốt mà mừng, mà có giải xấu mà mình buồn đó. Cái đó là không phải đệ tử Phật đó nha. Tôi dặn đàng hoàng, tôi sinh hoạt bữa vậy đó, nếu mình nhận của cúng dường đó. Tuy nhiên là tôi cũng có mở cái ngoặt một chút, bởi vì người ta tuổi trẻ mà. Tôi mở ngoặt tôi nói rằng là tuy nhiên, nếu như huynh đệ nào mà nhận cái cây giải nó tốt hơn, những huynh đệ nào nhận cái cây giải nó thô hơn, mà mình muốn may một cái áo tràng cho nó được, cho nó đẹp một chút á, coi cho nó được hơn á, thì anh em cũng có thể trao đổi lẫn nhau, vì nhau mà mình trao đổi lẫn nhau, để cho thí dụ như mình may quần may áo trong á, thì mình không cần cái giải mệnh chi. Còn như người ta cần cái áo tràng để ta may cái áo tràng đi ngoài coi cho đàng hoàng, thẳng thắn chút, mịn nhuyễn chút, thì anh em cũng có thể trao đổi nhau. Nếu ta cần may áo dài thì đổi cho ta cái giải láng mình chút, còn mình lấy cái giải mà thô chút mình để mình mặc đồ trong đó. Tôi cũng sinh hoạt như vậy. Thì anh em họ cũng nhất trí, họ vui. Do vậy cho nên là ở trong chùa coi vậy chứ không phải vậy đâu. Mình làm trụ trì khó lắm, phải quan sát nhiều mặt, phải hiểu biết à, chứ không là cạnh tranh rồi buồn phiền, vui rồi kẻ vui người buồn đó, thì nó hư đạo rồi còn gì. Đức Phật xưa kia ông Ca Diếp ta mặc áo, cái mặc áo áo bánh lạp mà lượm giải cũ giải rách thì sao mặc kia còn được, huống nữa là mình giải cây về mình chê là sao. Cho nên là cái thời đại ngày nay nó khác, giải sò nó khác, cho nên mình phải là sinh hoạt, mình phải nhắc nhở, phải dạy bảo học trò tuổi trẻ là vậy đó. Nhưng mà nói rút lại là vấn đề là do cúng một liên mà tôi bỏ chùa. Trai tăng hoài, năm nào cũng trai tăng, năm nào cũng cúng đại hiếu một kiện liên, rồi năm nào cũng cầu siêu, thí chủ đem cầu siêu năm ngoái gửi vô, gửi ông bà vô bốn cái gì, cái tên, rồi năm nay đem tới cúng nữa cũng gửi bốn tên đó cầu siêu nữa, rồi năm tới nữa gửi tên á cũng gửi tên bốn tên đó, có người gửi sáu tên thì cũng sáu tên đó nữa. Rồi thỉnh thoảng có một người, có ông bà, cha mẹ gì đó quá cố, thì lâu lắm mới có người thêm vô tên. Là năm ngoái, năm kia, năm kia gửi 6 tên, nay gửi 7 tên. Thế thì là tôi mới thiền định, tôi mới nói, ủa sao kỳ vậy? Năm nào cũng lãnh giải, năm nào cũng lãnh tiền, năm nào cũng lãnh đồ ăn ngon lành. Mà thứ nhất là cái kinh Vu Lan nói lôi thôi lắm nha. Đòi ăn tôi nghe mắc cỡ quá. Sàn phu ngoạ cụ, tận thế ca mỹ dĩ trước bồn trung cúng dường, thập phương đại đúc chúng tăng. Đòi giường, đòi chổng, đòi quần, đòi áo, đòi đồ ăn ngon cái bằng tận thế ca mỹ để lập cái Vu Lan bồn, để mình đem cúng dường. Tôi nghe sao mà năm nào cũng ăn vậy, cũng nhận quà vậy, rồi cũng tụng vậy, cũng đại hiếu một kiền liên vậy, mà mấy cái dòng của người ta làm sao đây? Năm ngoái cũng chú nguyện cho 7 cái dòng đó, năm nay cũng chú nguyện cho 7 cái dòng đó,
Bỏ hoàng lắm mà có người nào đó thêm người. Vậy thì bao nhiêu năm là làm mình dẫn thì mình làm cái gì, cái gì cho người ta? Nếu mà giảng sanh cực lạc thì phải giảng sanh rồi. Còn nếu không giảng sanh thì mình đặt cái vấn đề cầu cầu siêu chi? Cho nên tôi thấm thía rồi, tôi nghiệm ra cái này không được. Tôi bỏ chùa tôi đi á. Bỏ chùa đi, kể từ đó nghĩa là không làm đám nữa. Cho tới bây giờ. Nghĩa là từ hồi hai mấy tuổi tới giờ, nghĩa là làm đám được lúc, tụng kinh được lúc. Hồi đó tôi tụng kinh, kinh Pháp Hoa tôi tụng mỗi đêm ướt dầm áo sống thầy trò. Hồi đó có người cúng cái magnetophone, hồi xưa gọi là magnetophone hiệu Grandis của Đức Quốc, về tôi tụng được, tôi đem cái máy tôi thâu băng, ô bổn đạo quang nghinh hết sức, thâu băng vô cái bữa tụng rồi cái mở ra nghe rào 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 ầm ầm vậy đó. Phật tử cũng vui mừng vì mình tụng kinh mình được thâu vô magnetophone rồi phát ra nghe mỗi bữa vậy đó. Tôi làm cái đó mà tôi nghiệm. Sao mà mình làm những cái chuyện mà cái bụng mình không có hoàn toàn vui? Tại sao phải tụng kinh vô rồi phải thâu băng rồi mới mở ra cho sầm chùa vậy là chê? Cuối cùng tôi đúc kết lại là tôi giao nhiệm vụ. Tôi không làm trụ trì nữa. Hồi đó tôi ở tỉnh Tà Vinh rồi nha, tôi hoạt động Tà Vinh, tôi đi các cái vùng, các cái tỉnh Tà Vinh với Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng rồi có đi hết, Mỹ Tho thì vân vân, là nói chung là miền Nam đi hết, đi hoạt động mà mở trường dạy học tại Tà Vinh, hai trường ở dưới, có tôi dạy, tôi ở một trường. Rồi sau đó huynh đệ tôi là ông Thanh Từ, ông ở một trường. Hồi đầu thì tôi xuống trước, bắt đầu đi khai phá mở trường ở tỉnh Tà Vinh, là tôi với ông thầy Tịnh Đức là chủng tử, là nói năm nay là con của ông hòa thượng giám đốc thầy tôi. Hai huynh đệ xuống nhà mở trường trước, sau đó ông thầy Thanh Từ xuống rồi thì tôi lại lãnh thêm một cái chùa mà người ta bảo quan à, tôi có kiểu kỳ vậy đó, cái chùa người ta đang làm có lầu có gác ở vậy đó, không chịu rồi đi lãnh cái chùa bảo quan. Cái chùa bảo quan đó bởi vì nó ít người, nó vắng khách, rồi tôi lãnh cái chùa bảo quan đó, tôi mở thêm lớp học nữa rồi người ta cúng quá chừng vậy đó, cúng giải lẫn cây vậy đó, như nói nãy giờ đó. Cúng rồi sao tôi ngồi tôi nghiệm, sao làm này giống như tật lắc, giao chùa bỏ, trả ai làm gì làm, không kể từ đó không đi đám nữa. Bởi vì cái vụ mà cầu an, mình cầu nguyện sao mà ta cúng giải dữ vậy nè, rồi ta cúng tiền, ta cúng rồi ăn dữ vậy nè, mà mình cầu, năm ngoái cầu rồi, năm kia cầu rồi, năm nay cũng cầu nữa. Thế là mình, có nghĩa là mình cầu không được chứ gì. Mà cầu không được thì tại sao lại đòi đồ ăn? Kinh Du Lan Bồn là đòi đồ ăn, đòi đồ mặc, đòi đồ cần dùng dữ lắm. Tôi nghe cái đó không được. Mà Kinh Du Lan Bồn là năm nào cũng vậy. Năm nào cũng, chùa chiền cũng gọi là mùa báo hiếu. Mùa Vu Lan báo hiếu, cái chữ đó đối tôi là không ổn nha. Không có mùa báo hiếu gì hết á. Báo hiếu không đợi mùa. Thật sự người báo hiếu không đợi mùa. Mà cái người tu tập không đợi cúng dường, phải đợi lễ Vu Lan. Tôi nói này là tôi biết rồi, nó động chạm dữ lắm. Phật tử cúng dường không cần phải đợi cái lễ Vu Lan mới được. Và cái lễ Vu Lan không phải gọi là mùa báo hiếu, nhưng mà cái đó là cái tập quán lâu đời, người ta bày ra mỗi năm, ta bày thêm một cái sai lầm,
và nó bày ra cả ngàn năm rồi, thành ra cái sai lầm đó, nó cả chồng chất lên từng ngàn vấn đề tổng đó. Nó bùa báo hiếu rồi mua vàng mã đem về đốt. Ôi ông già tôi hồi xưa cũng vậy, tháng bảy đó cái đi mua giấy tiền vàng bạc, rồi đi mua cái giấy gọi là cái khuôn đó, cái khuôn nó in ra cái khuôn gọi là tiền giảng sanh, in cái tiền giảng sanh, cái đó là cái tiền đó đó, nó có cái chú giảng sanh Nam Mô Di Đà Phật dạy nó tha, thì nó dạy nó được cho tha đó. Cái tên làm cái tiền đó là bằng cái dĩa vậy đó, mà chữ cái chữ Nam Mô Di Đà Phật dạy nó viết theo cái kiểu của chữ Phạn, rồi có một phần viết cái chữ Tàu, in cái đó ra rồi mua cái đó đốt, đốt với tiền vàng bạc, đốt tiền giảng sanh, rồi đốt quần áo. Ông già tôi năm nào cũng có mua nhiều lắm, giải tím, giải nâu, giải đen, giải đỏ, rồi đốt, rồi viết tên từng người đốt. Bởi vì này là trong sách Tàu nó gọi cái ngày rằm tháng bảy là cái ngày địa quan, nó coi thiên thượng quan là thiên quan tứ phước, trung quan là địa quan xả tội, à còn hạ quan là thủy phủ giải ách. À cái là Tàu họ nói vậy đó. Họ nói rằng cái rằm tháng giêng đó là cúng ngày rằm tháng giêng đó là thiên quan tứ phước, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, những cái ông quan ở trên trời ban phước cho mình, cho nên mình cúng ngày rằm tháng giêng. Còn cái ngày rằm tháng bảy là trung quan là địa quan xả tội, tức là diêm vương quỷ sứ ở dưới âm phủ đó, nó xả tội. Cho nên là mua giấy quần, giấy áo, giấy tiền. Có người thì đốt nguyên sắp, ông già tôi đốt nguyên sắp. Còn có người thì mướn mấy ông thầy để cắt quần, cắt áo rồi xếp lại đốt. Rồi giấy tiền vàng bạc đốt, tiền giáng sanh đốt. Rồi kho lầu, hồi đó tôi thất trận kho lầu dữ lắm. Kho làm nhà kho, nhà lầu để đốt cho dông nhanh đó. Là hồi tôi mới vô chùa cái năm đầu tôi thấy sao mà cái năm tháng bảy đó ta mua kho lầu ta đốt cả chục cái vậy đó. Cái tôi đâu có biết vậy, tôi đi thấy họ thấy làm lớn là ta đốt vậy. Tôi đi mua giấy rồi tôi cắt sậy rồi tôi làm ra, thì hồi nhỏ mà làm kinh tế thì cái gì ta làm mình cũng làm vậy đó. Tôi làm kho làm lầu đốt tôi treo cả chục cái vậy đó, tới chừng tháng mười không ai mua trần. Rồi thanh niên cũng không ai mua luôn, bởi vì thanh niên là thiên quan tứ phước, người ta đâu có mua làm chi. Rồi tháng mười thì thủy phủ giá ách chứ đâu phải là địa quan xã tội, cho nên là tôi ế hai lần, tôi cười quá trời, cười mình là mình tính mình làm kinh tế mà cái đầu ngu của mình không biết, mình không rành, thành ra là coi như chôn dốt ở trong đó tới cả năm trời á. Chờ lâu lâu mới có người chết rồi ta mua cái vậy đó, ế ẩm vậy đó. Tôi nhớ và tôi hổ thẹn cho tới bây giờ. Cho nên đừng có tin nha, tôi nói đừng có tin cái ngày lễ Vu Lan là địa quan xá tội gì hết á. Ai mà tin cái đó là không phải đệ tử Phật thiệt đâu. Không có địa quan nào là diêm vương quỷ sứ gì hết á, không có xả tội. Tội quyền gì mà anh xả tội người ta, còn thằng nào bắt tội, thằng nào bắt tội ghi sổ mà đem báo cáo với anh, mà anh nhốt anh bắt người ta rồi bây giờ anh ngày này anh xả tội là lý do sao? Cho nên cái đó không có trúng, gọi là tam quân đó, không có gì quan trọng hết trơn. Phật tử đừng có sợ cái tam quân, ngày nào cũng vậy à. Cho nên là ngày đó mà nếu mà ai ăn mặn là cứ việc mua đồ mặn mặn cũng không có sao đó. Bởi vì Nam Tôn người ta không có ăn chay ngày nào hết trơn. Nói cái này là nó đụng chạm tùm lum hết, mà nói là thực tế là vậy. Hồi xưa Đức Phật với các đệ tử đi Phật người ta cho gì ăn nấy, mà ngày nào cũng giống như ngày nấy. Ngày rằm chẳng qua là ngày rằm tháng tròn, chẳng qua là phải dựa vào âm lịch, thật ra nó có cái ngày rằm. Chứ
Chứ còn cái ngày của dương lịch đó thì đâu có đặt vấn đề ngày rằm gì. Tại sao mình ăn chay phải đợi ngày rằm mới ăn? Mà nếu ăn chay mà ngày rằm mà lỡ mà phạm là tội nhiều hơn ngày bình thường là sao? Cho nên là những cái đó dạy như thế là tật lắm. Dạy cái đó không phải là dạy kinh đâu. Dạy cái đó là dạy theo cái tập quán mê muội của người bình thường. Ta tưởng tượng ra rồi ta đặt ra rồi ta sợ hãi. Cho nên cái vụ một kiện liên này là nói nhiều lắm, nó tương quan nhiều việc lắm. Cái ngày lễ gọi là mùa Vu Lan báo hiếu này là nói ra nó đụng chạm dữ lắm, mà nó đụng vào nhiều kinh sách lắm. Thành ra giờ cũng không muốn nói nữa. Nói là thiệt thòi, bản thân mình thiệt thòi. Bổn đạo thì không mấy người quan nghênh, tăng ni thì nghe phát ghét, cho nên nó lộ lã dữ lắm. Nhưng mà chỉ vì là cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, công lao của Đức Phật cực khổ quá, tu hành truyền bá 80 năm, vừa tu vừa hành vừa làm đạo 80 năm, mà bây giờ mình biết mà mình không nói thì là bất nhân. Cho nên nói để hy vọng rằng đó, nếu mà có ai nghe, người ta có thể điều chỉnh lại những cái nào sai lạc người ta bỏ đi, để cho cái việc làm nó không phí công, phí sức, phí tâm hồn, phí tâm lòng tốt. Tuy nhiên là khó nghe vậy, vấn đề là khó nghe. Bây giờ đi vô rằng nãy giờ thế này thì nói nãy giờ nhiều quá, nhắc nhở nhiều quá, thôi thì bây giờ vô cái bài đi. Đầu đề là Mục Kiền Liên nhớ mẹ, thiết lễ Vu Lan cứu mẹ. Đây, thiết lễ Vu Lan cứu mẹ là không có trúng rồi đó nha. Đây, đọc bài thơ. Ngũ quẩn duyên sanh tâm tử không, mẹ ơi thân mẹ quẩn nào sanh. Đây, bây giờ mình giả đò mình ngâm chơi ha. Người ta ngâm hay thì nghe hay, mình ngâm dở, cứ nghe dở đâu có sao. Ngũ quẩn duyên sanh tánh tự không, mẹ ơi thân mẹ quẩn nào sanh. Chiếc thân ngã quỷ duyên gì hợp, thân kiến tà biến con chữa quên. Đấy. Ngũ quẩn duyên sanh tánh tự không, mẹ ơi thân mẹ quẩn nào sanh. Chiếc thân ngạ quỷ duyên gì hợp, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến con chưa quên. Về vấn đề ngũ lợi sử đó, về vấn đề kiến hoặc con chưa quên. Vậy thì hỏi ngũ quẩn duyên sanh tánh tự không này là giáo lý của Đức Phật. Sắc quẩn, từ động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật đều là cái tánh duyên sanh hết. Về sắc quẩn đều là duyên sanh hết. Thực vật cũng duyên sanh, không có tự sanh, không có cái thứ vật nào mà là tự sanh. Thực vật cũng duyên sanh, khoáng vật cũng duyên sanh, động vật cũng duyên sanh, và phi vật tức là động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể cũng duyên sanh. Mà duyên sanh đó là nghĩa là từ nó không có gì hết,
đã gọi là duyên đó mà. Ví dụ như là cây đờn cò đi, cây đờn cò đi là một vật, là cây đàn đó, gọi là cây đàn đó. Nhưng mà cây đàn đó phải có cái ống, cái cây tắc. Thường thường là cái ống đàn cò ta làm bằng cây đẹp, cây tắc, hoặc là cây gõ. Thường thường ta làm bằng cây tắc. Thêm cái duyên nữa là cái miếng da tranh. Mà cái miếng da tranh đó mà muốn cho nó dính rồi là phải có cái chất keo. Đó là nội đó là thấy ba duyên rồi đó. Rồi mà muốn làm cho nó thành ống đờn đó là phải có bao nhiêu cái đục, cái bào, cái cưa, cái lọng nữa. Là 5-7 cái duyên rồi đó. Rồi còn cái cây cần đờn đó, nó cao cả thước nữa, cũng bằng cây tắc, cây lim, cây gỗ, cây gõ gì đó. Là 8-9 duyên rồi đó. Rồi còn hai cái trục đờn nữa phát tiện. Rồi cả 10-10 duyên rồi đó. Rồi cây cung đờn bằng cái cây mây. Cái mây rồi phải uốn éo mà nhờ lửa rồi hơ cho nó cong cong, nó thành như cái cung vậy. Rồi còn phải có cái dùi để khoan này kia nữa. Rồi mấy cuối cùng mà đưa vô những cái lông đuôi ngựa để làm cái cung đờn. Rồi ghép vô trong đó nó có cái gọi là cái con ngựa để giữa cái mặt đờn và cái hai sợi dây. Chưa hết rồi còn có gọi là cái nhựa thông, gọi là thông đờn. Dân dân gì còn nhiều nữa, nói không hết đâu. Đại để là cả 20 trở lên cái điều kiện nó hợp lại là có cái dáng vẻ của cây đàn cò đó. Duyên sanh là vậy đó. Tự cái đàn cò nó không là cái gì hết. Ở trong hư không không hề có cây đàn cò, ở trong cây gỗ không hề có cây đàn cò, ở trong cái con trăng cũng không hề có cái đàn cò, ở trong cái lông đuôi, trong cái con ngựa không hề có cái đàn cò, nên trong cái cưa, cái bào, cái đục cũng không hề có cái đàn cò, và trong cái anh thợ mà làm ra cái đàn nó cũng không hề có cái đàn cò. Vậy mà nhân duyên tác động tương duyên qua lại nó thành ra cái đàn cò. Đó là nói về cái đàn cò đó. Còn nói về cái thân ngũ quẩn của mình đây cũng vậy nữa nè. Nói không bao giờ hết. Thế thì cái thân ngũ quẩn này là duyên sanh, mà cái tánh của nó là tự nó là không có cái gì hết. Cũng như cái tánh cây đàn cò tự nó không có gì hết. Cái tánh của chiếc xe hơi tự nó không có gì hết. Cái tánh của cái vệ tinh nó tự nó cũng không có gì hết. Mà do người ta làm ra nó nhiều thứ đó, mà không biết nhiều tên trong đó mới có cái vệ tinh địa tỉnh để ta đưa ra thông tin, ta liên lạc đó. Và trong cái đài phát thanh tự trong đó là cũng có gì hết. Vậy mà phát thanh cả trong nước ngoài nước nha. Thế thì dạng pháp đều là nằm trong ngũ quẩn, mà ngũ quẩn duyên sanh tánh tự không. Vậy thì cái thân của quẩn này là không rồi. Vậy thì cái thân của mẹ Mục Liên này, mẹ ơi, thân mẹ quẩn nào sánh. Đấy, người ta đồn rằng là mẹ Mục Kiền Liên đã chết là thành ngạ quỷ. Đây là cái chỗ sai lầm ghê gớm lắm đó. Đạo Phật mà đâu có chấp nhận là chết rồi cái có cái gì đó để thành ra cái con ngạ quỷ là mẹ Mục Liên ư? Không có đâu. Hiểu cái đó là tưởng tượng, nó sai lầm rồi. Sắc quẩn trả về cho vật chất, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là trả về cho tinh thần. Hay là nói cách khác là sắc quẩn là trả về cho thân, phần thân. Còn thọ, tưởng, hành, thức là trả về cho phần tâm. Phần thân, phần tâm, phần vật chất, phần tinh thần, phần cụ thể, phần trừu tượng, phần hữu sắc, phần vô sắc. Thế thì đâu trả về đó hết à. Vậy thì cái thân mà quỷ đói, cái thân ngạ quỷ là cái gì sanh? Cái gì sanh ra thân mẹ Mục Liên? Đó, thiền định đi, các thân đi trẻ thiền định thử coi.
rồi 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 Phật tử nếu mà chịu học thì thiền định thử coi coi cái thần ngạ quỷ là cái gì sao. Đó là tôi nói ngũ uẩn thôi đó, ngũ uẩn duyên sanh tánh tự không đó, còn tôi nói thất đại cũng vậy. Thất đại là địa thủy hỏa phong không kiến thức bãi đại, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Đó là nói về vật chất. Còn nói về về tinh thần là tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới, cũng tùy chúng sinh tâm, cũng ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Còn nói về chân đóng ở trong con người thì tánh quả chân không, tánh không chân quả, cũng thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, cũng tùy chúng sanh tâm ứng sở sinh lượng, từng nghe phát hiện. Thế thì thất đại nếu mà chết rồi là nó trả về đại nào, nó trả về cho đại đấy, thì còn cái gì để thành ra cái thân ngạ quỷ đây? Xin các thầy trả lời đi, xin tăng ni trẻ nghiệm đi, xin Phật tử trẻ, Phật tử trẻ cũng được, già cũng được, nghe rồi nhớ rồi thiền định thử coi. Cho nên không thể có cái thân ngạ quỷ vậy được. Mà ngạ quỷ là như tôi đã nói đó, chính cái thân ngũ uẩn của mình đây nè, có lúc nó là cái thân địa ngục, có lúc nó chính là ngạ quỷ, là nó là cái thân ngũ uẩn mình đây nè. Cái lúc mà mình thèm thuồng, mình dục vọng, mình tham muốn cùng cực khổ đau, mà nó không đáp ứng được cái yêu cầu đó, rồi tâm sầu mạch thác đó, là cái khổ đó, là cái khổ ngã quỷ, là ngay con người mình còn đây rồi. Chứ không phải là đợi chết rồi mà có một cái gì để thành ra cái con ngã quỷ đói, như là trong sách Du Lan, trong kinh Du Lan ha, nói kinh chứ kinh đó là tôi cho là người ta viết sau này, lúc nào đó thì tôi không biết, nhưng mà tôi không chấp nhận kinh đó, cho nên tôi bỏ chùa tôi đi là vậy. Bởi vì nói cái đó đòi ăn đồ ngon rồi chú nguyện cho người ta đâu có được, đạo Phật không có chú nguyện gì được hết, ai ăn là lấy no, đích thân người đó phải ăn. Anh đói thì người ta cho đồ anh ăn là anh phải ăn này, anh bệnh người ta cho thuốc anh phải uống, anh mua sách Nữ Công Gia Chánh về là anh phải đọc hoặc thuộc, anh phải nấu anh phải ăn. Anh là con của nhà bác học nhưng mà anh phải học. Nhà bác học đó làm lấy tiền để cho anh vô trường ăn học rồi anh mới có cái đầu bác học. Anh có thể bằng nhà bác học cha anh và thậm chí anh có thể hơn, nhưng mà anh phải học chứ không thể cha anh cho anh được. Thế thì đạo Phật làm gì mà có cái vụ mà chú nguyện để cho là cái thân ngạ quỷ tan đi hết liền cái rồi sanh lên cõi trời. À, nói như vậy mà nghe được là sao? Mà cõi trời là cõi nào mới được chứ? Theo ý của các vị là các vị tưởng tượng là trời là cái gì? Riêng tôi là trời, tôi đã làm cái bài trời rồi. Cái bài trời đó, tôi đốt cái khói bình minh đó. Trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp trời vô xứ, trời là vô xứ nghe, mây với trời, mây với khói là nhìn giống nhau y vậy đó, nhưng mà trong đó tưởng đâu sập trời, mà dầu sập trời đi nữa cũng không có trời trong đó. Trời vô xứ, mây cao khói thấp trời vô xứ, thập thiện nơi nào ở đấy trời, chỗ nào mà có người tu thập thiện, có chỗ nào mà có con người mà biết tu là cải tạo thân tam khẩu tứ ý tam á, là người đó là hưởng phước báo an lạc của người trời, và cái chỗ ở của người đó là trời đấy. Chứ trời đâu phải trên mây đó là thiên thính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm, lấy lỗ tai nghe trong đó không có gì để nghe, nhìn lấy con mắt mà nhìn không thấy gì, không có cái gì để nhìn mà chỉ thấy xanh xanh, mà xanh xanh đó thì khoa học tôi gọi đó là cái bầu khí quyển, tìm trong đó không có gì đâu hết á. Do vậy mà Khổng Tử còn nói trời là phi cao diệt phi diễn, mình đô chỉ tại nhân tâm, trời không phải ở trên cao,
Trời cũng không phải ở trên xa, mà trời là cái tâm tu thập thiện của con người đó. Đấy, kinh điển vậy, của Phật nói vậy, còn kinh điển của nhà Nho người ta cũng nói vậy. Mà mình hiểu trời là cái ông gì ở đâu cũng đâu có được. Còn mình hiểu ngạ quỷ là cái phân nói khác, là cái gì thành ra ngạ quỷ? Không có, trong đạo Phật không có. Không có cái gì để thành con ngạ quỷ được hết. Còn cái ông mà gọi là cái ông pháp sư mà ông nói là trời với ngạ quỷ đó là quá sanh ra, ông đó nói bậy đó nha. Mà đều tôi không nói tên ông chi, ông chết rồi, nói ông nghe còn nghiệp ổng. Ông gì ông giải tầm bậy để ông bảo vệ cái lý lẽ sai lầm của ông. Cho nên là cái đó không được. Mẹ ơi thân mẹ, quấn nào sanh, câu đó để tự trả lời đó. Nghĩa là không có quấn nào sanh ngạ quỷ. Nghĩa là mẹ Mục Liên không có thể thành ngạ quỷ bằng cái thân ngạ quỷ, bằng cái hồn gì được hết. Chứ thân ngạ quỷ duyên gì hợp, không có cái duyên nào để thành cái thân ngạ quỷ được hết. Không có cái duyên gì mà hợp thành cái ngạ quỷ được hết. Mà ngạ quỷ là chính là ngũ quẩn hợp, là con người mình đây nè, cung cầu không thỏa mãn, thèm thuồng mơ ước mà không thỏa mãn là ngạ quỷ đấy. Chứ không có cái chiếc thân ngạ quỷ tưởng tượng đâu. Chiếc thân ngạ quỷ như gì hợp? Bởi vì đây là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cao thủ kiến. Còn chưa quên, Phật dạy rằng là nếu mà nói có cái con ngạ quỷ bằng cái hồn á, đó là thuộc về thường kiến ngoại đạo rồi. Con người chết rồi mà còn cái hồn để thành ngạ quỷ đó, là thường kiến. Cái đó là sai lầm rồi, không đúng đạo Phật. Cho nên là đừng bao giờ tin rằng là mình chết rồi còn có cái hồn nha. Đừng tin là chết rồi còn có cái hồn để đi thọ khổ gì, không cần nói cái đó. Càng không phải là có cái hồn để bay đi cõi khác để thành Phật. Giờ đọc thử cái Trực Chỉ Đề Cương coi ta viết gì đây. Cái này đọc nhiều quá, thôi thì các vị tự đọc đi. Thân nhìn bằng tuệ nhãn đạo Phật nói chẳng có gì đáng gọi là thân, mà có thể tạm gọi là sát thủ thú. Đấy, cái thân của mình đây nè, học Phật thiệt đó là nó chẳng có cái gì gọi là thân đâu nha. Tứ đại thân, ngũ quẩn thân hay là thất đại thân cũng chỉ là cái ngôn từ tạm dụng, chỉ cái thân duyên sanh giả hợp này. Vậy thôi. Khi sát thủ thú rã tan, ngũ quẩn ly tán, thất đại trả về nguyên xứ, thì vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển, cụ thể được chứng minh bằng cái lúc đó, bằng cái lúc là vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển, được chứng minh bằng cái lúc mà cái thân ngũ quẩn chết tan rã, đâu trả về đó. Cái thân thất đại tan rã, đâu trả về đó. Chứ nó không còn cái gì khác nữa, không còn cái hồn cái vía gì hết, không còn tam hồn thất thách gì hết. Đạo Phật là phải học vậy. Mục Kiền Liên, mẹ Mục Kiền Liên thành bà ngạ quỷ, đói khổ thê lương với một tấm thân vỏ vàng. Đó là một thứ tưởng tượng của số người giàu quan tưởng. Cái tâm hồn trụy lạc, gửi gắm cõi siêu hình vô sắc giới. Cho tôi hỏi, khi Mục Liên chưa đắc lục thông, chưa đi tìm mẹ, thì linh hồn mẹ Mục Kiền Liên ở xứ nào?
ở xứ nào, để lấy cái gì để ở mà ở xứ nào, ở địa ngục, trong lòng đất ư? Kinh Phật không chấp nhận cái lý thuyết có một cái linh hồn tồn tại đi thọ vui hay là đi chịu khổ như mẹ Mục Kiền Liên được. Giáo lý thần kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến chưa học thuộc mà giảng kinh Phật, viết sách Phật sai tật lắc hết. 99.9% văn nhi tư, tư nhi tu, Phật tử tại gia cũng như tăng ni trẻ xuất gia để ý. Bởi vì dù gọi là kinh nhưng mà người ta ngụy tạo thì cũng khó mà biết được nếu mình không học Phật kỹ. Cho nên là gọi là kinh điển này, có chừng người ta ngụy tạo lâu đời lắm, người ta ngụy tạo thậm chí là không phải cố ý ngụy tạo mà do cái hiểu biết không đúng, rồi người ta soạn, người ta dịch, người ta phóng tác sai lầm, thì điều đó là người Phật tử mà muốn đi con đường đạo Phật là phải nghiên cứu, phải nhờ minh sư, người ta làm cái nghiệp chuyên môn, người ta hướng dẫn, người ta chỉ thì mình tu mới có thể kết quả. Còn bằng không là nhất manh dẫn quần manh đó nha, một người đuôi mà dẫn cả ngàn người đuôi là nguy hiểm lắm đó. Thôi thì tạm dừng ở đây vậy, coi như là nhắc nhở cái gì nhớ là nhắc nhở, cái gì cần là nhắc nhở, còn ai chịu nghe không chịu thôi. Câu đó là tôi xin nói rõ vậy đó, cho nên đừng có buồn, đừng có giận gì hết á, chịu mà nghe không chịu thôi. Xin chúc an lạc và khách quan mà suy gẫm.